Xong rồi thầy Kinh Tâm bảo cũng đi chị Hồng Mai tụ tập. Xin mời chị Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính đảnh lễ sư Tịnh An, kính đảnh lễ xin các cô tu nữ, xin kính chào các quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta li khe vi ma nê đi pê ra pê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat hum hi khe tê phum ma cha yam tu đề wa cha la tha la vi sa mê ya kha gam thap ba na ga ti tham ta san ti kê yang muni wa ga wa cha nang sa tha vô mê su nam tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Itipi so bhagavā arahaṃ sammā sambuddho Viccacarana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarati saddhadeva manussana Buddho bhagavatina time saranam anyam Buddho me saranam varam etena satcham vacchena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham padapam sum varuttamam Buddheyo kalito doso buddho kamatu pang mamang Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veritabbo vinyuhi Dinati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satcha vacchena ho tu me jaya mangalang uttamangena vandeham dhammang chaduvitham warang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo Dankhinayyo anjalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa Tinati me saranang anyang sangho me Saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang
Uttamange na vande hang sankhang cha du vi thottamang sankhe yo kalito do so sankho kamatu tang mamang vanda mi che ti yang sap bang sap bát tha ne su pát ti ti tăng sa ri ri ka tha tu ma ha bồ tình vô tha ru pang sa ka lăng sa da sam vô thề a tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê tăng cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng Tê sang thầm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hăng Namakara nupa we na ham toa sap de upap da we aneka antaraya divina sam tu ase sato sambuthe pancha panya sancha sya tu visa visahasa ke rasa sata sahasa ninama visirasa aham te sang tham mạnh cha sang thành cha a đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa we na ham toa sap de u pa da we aneka antaraya pivinasan tu ase sato sambute na butta asate atta chatta li sa sahasa ke vi sati sata sahasa Nina ma ni si ra sa ang de sang tham mang cha sang khang cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han toa sap de u pa da we ane ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sap de ku ra ti ma ya di sa ya sa ta we ra Suki hon tu sap te purat ti maya nudisaya satta awera suki hon tu sap de dakina ya disaya satta awera suki hon tu sap de dakina ya nudisaya satta awera suki hon tu sap de Pachima yadisaya satta awera suki hontu sabde Pachima yanudisaya satta awera suki hontu sabde uttara yadisaya satta awera suki hontu sabde uttara yanudisaya satta Awera suki hontu sabde uparimaya disaya satta Awera suki hontu sabde hetimaya disaya satta Awera suki hontu sabde satta Awera hontu sukita hontu nidukha hontu apyapat cha hon tu aniga hon tu diga yuka hon tu aroga hon tu sampatti samiccan tu sukhi attanang pa riharan tu dukkha patta janit dukkha paya patta janit paya soka patta janit soka hon tu sabbe ti panino akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chirang rakkham tu sasana akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chirang rakkham tu no garu akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chirang rakkham tu nyatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyam no anumodam tu chirang rakkham
tham tu pa ni no akasattha cha pummattha deva naga nahitika punyang no anumodan tu kirang rakkhan tu no sada idang watano punyang asawa khaya wahang o tu anagate kale. Sadhu, 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 sadhu. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mắt giảng tiếp bài học của chúng con. Xin kính thỉnh sư. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Xin chào ạ. Đại đức bình an, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại phần bài học vi diệu pháp. Hôm trước là mình đã học xong phần tám tâm tham. Ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu học phần tâm bất thiện tiếp theo, đó là phần hai tâm sanh. Giờ trước tiên mình sẽ đọc bài. Đọc bài về hai tâm sân, hai tâm si, rồi phần kết luận lại của 12 tâm bất thiện. Bây giờ sẽ đọc trước rồi sau đó mời lớp sẽ đọc. Akusala chi tăng là tâm bất thiện. Đồ sát chi tăng là tâm sân. Đồ manh nát sa sa ha ga tang patikha sambayuttang asankharika mekang sa sankharika mekanti imani vepi patikha sambayutta citani nama. Thì ở đây mình có là đồ mana sa sa ga tang, tức là mình có là đô manassa là hỷ, saha là cùng với, cách tá là đi, đi cùng với thọ hỷ. Nhưng mà thường mình dịch ngắn gọn đó là thọ hỷ. Patikha samyuttang, chữ samyutta đây là tương ưng, mình dịch ngắn gọn là dịch chữ hợp. Patikha, patikha là một cái trạng thái tâm mà khó chịu, thường dịch là u hay là sân. Nhưng mà trong cái câu này thường người ta sử dụng cái cho cái chữ phẫn, phẫn nộ, hợp phẫn. Ở đây asankharika mê căng, tức là asankharika với lại e căng, tức là một tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ. Asankharika là vô trợ, rồi sasankharika mê con tí ở đây tức là sasankharika với e căng với lại ý tí. Thì ở đây nó là hữu trợ, một tâm vô hữu trợ là một tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ. Xin lỗi, cái chữ đô na sá hồi nãy là thọ u ha, đô na sá sáng là tăng, xin lỗi lộn nói thọ hỷ. Imani là này, dvepi là hai, patikha samyutta citani nama là gọi là tâm hợp phẫn. Hai tâm này hoặc là gọi là hai tâm, hai tâm này gọi là hai tâm hợp phẫn hay là hai tâm tương ưng phẫn nộ. Là một tâm sân hợp phẫn vô trợ, một tâm sân hợp phẫn hữu trợ. Hai tâm này thì gọi là tâm tương ưng, gọi là tâm tương ưng phẫn nộ.
Rồi cái phần tiếp theo đó là moha chitang, tức là tâm si. Upekha sagatang vichikicca sampayutta sampayutta mekang. Để đây mình có chữ upekha sagatang, tức là đi cùng với thọ xả. Thường dịch là thọ xả, dịch ngắn gọn vậy. Vichikicca sampayutta với ekang, ekang là một. Vichikicca sampayutta tức là tương ưng hoài nghi hoặc là hợp hoài nghi. Upekha sagatta uthajja samyutta mekang mekanti imani dvepi moha mula cittani nama. Thì ở đây mình có upekha sagatta thì cũng là thọ xả. Uthajja samyutta là tương ưng phóng dật. Rồi ở đây ekang ekanti, ở đây mình tắt nó ra là ekang với lại iti. Y căn là một, y tí là lạ, y ma ní là này, rồi pí là hai, mô ha, mô, cái này nó lộn hay sao đây, mô ha, mù lá. Mù ha mù la chi tăng chi tăng ý tức là gì, một tâm thọ xả hợp hoài nghi, một tâm thọ xả hợp phóng dật. Hai tâm này gọi là tâm si, gọi là tâm si. Chữ tâm si mình biết được hai cách, một là viết mô hát chích tăng, hai là viết mô hát mù lá chích tăng. Rồi tiếp theo đó là ích chì văn sắp bát thà bí đoà đá xà cú xá lá chí tà ní xăm mát tà ní. Như vậy ích chì văn đang dịch nó này, ý tí với e văn đàm dịch nó là như vậy. Như vậy có tất cả sapathapi samatta ni, ở đây dịch là có tất cả đoà đa sa kusala chita ni, tức là đoà đa sa với akusala chita ni là 12 tâm bất thiện. Đoà đa sa là 12, akusala chita ni là bất thiện, là tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Attha tha lopha mula ni dosa mula ni cha dvitha moha mula ni cha đuệ tí đoà đá xa cô sa la si dùng và đá xa cô sa la si dùng. Chữ đoà đá xa cô sa la ở đây tức là đoà đá xa với a cô sa la si dùng, ở đây là động từ ách thí, nó được chia ở khả năng cách là có 12 tâm bất thiện, có 12 tâm bất thiện là gì, attha tha lô pha mù là ní, tức là tám tâm tham. Đồ sa mù là ní chắc đuy, đồ sa mù là ní chắc đuy tha là hai tâm sân. Đuy tha là hai thứ, hai tâm sân. Mô hạ mù là ní chắc đuê tí. Đuê tí ở đây thì mình đuê với lại y tí, tức là hai, hai tâm si. Rồi bây giờ nghe lại. Akusala chitang, dosa chitang, domana sasahagatang, patikha sampayutang, asankharika mekang, sasankharika mekanti, imani dvepi, patikha sampayutani nama, moha chitang, upekha sagatang, vichikicca sampayutta mekang,
upekha sangata uthaccha samyutta me kanti imani vepi moha mula citani nama ikewang sappathapi dwadasa kusala citani samattani athatha lopha mulani dosa mulani cha vitha moha mulani cha veti dwadasa kusala siyung. Rồi lần nữa, akusala citang dosa citang đồ mana sa sa ga tăng patika sam yu tăng a sang kha ri ka me kang sak sang kha ri ka me kang ti i ma ni we pi patika sam yu ta ni nama mo ha chi tăng upe kha sa ga tăng vi chi ki cha sam yu ta me kang upe kha sa ga tăng uthai cha sam yu ta me kang ti i ma ni we pi mo ha mu la chi ta ni nama ích quang sappatha pe đoà đa sa kusala chita ni samatta ni athatha lopha mula ni dosa mula ni cha vitha moha mula ni cha veti đoà đa sa kusala siyu. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phước Duyên mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Mời cô Kim Cúc ạ. Mời cô Kim Cúc đọc bài ạ. Dạ, thưa sư, cô xin đọc bài ạ. Thưa sư, xin đọc. Đã đọc đi. Akusala Chittang Dosa Chittang Domanasasa Hargatang Patiga sampayutang asankhari kame tang sa sankhari kame kanti imani webi patika sampayutta cittani nama moha cittang upekha sahagatang vichikiccha sampayutta mekang Ubekha sahagatang ukkhaccha sampayutta me kanti imani vepi moha mula cittani ni nama icchewang sappathapi dvadasa kusala cittani sama samattani akkhatha lopha mulani dosa mulani cha dvitha moha mulani cha veti dvadasa kusala siyung. Thưa sư, xin hết. Mời cô Tư Nữ Diệu Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc bài. Má Mi. Má Mi chưa? Cô gì bảo đang phát thích. Rồi. Dạ. Akusala cittang dosa cittang domana sa sa hagatang patika sa sambayutang asankha rika mekang sa sankha rika mekang tí imani đuề bí patika sambayut ta chít ta ní na má mô há chít tăng ú bách kha kha sa há gá tăng quý chít kích cha sam bá dút tăng mê căng ú bách kha sa há gá tăng út thá chá sam bá dút ta mê căng tí
ý ma ní đề bí mô há lù mô há mù lá chít ta ní na má ít chê quang sáp bát tha bí đoà đá xà cú xá lát chít ta ní xá mát ta ní á thát thà lô phá mù la ní đồ xá mù la ní chá đùy thà má hồ mù la ní chá mồ há mù la ní chá đùy tí đoà đá xà cú xá là si dùng. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Chúng đọc bài hát cú xá lá chít tầng đồ xá chít tầng đồ má lá xá xá lá gác tầng các chít khá xong bác giúp tầng á xong thà lý cá mề tầng các xong thà lý cá mề tầng tí mà lý về tí các chít khá xong bác giúp tá chít tầng lý là má đồ xá chít tầng cú bác thà xá gác tầng lý chít khá xà sầm bá giúp ta mẹ cần tất cả sẽ rất rằng tất cả sầm bá giúp ta mẹ cần tí nhưng mà lúc về tí như khá mười lần lá chức ta mới nhờ má tất cả hoàng tất cả thà tí và đá xà tất cả lá chức ta mí ta mắt ta mí áp sát thà lực khá mười lần đồ khá mười lần lý chá lý xà mà khá mười lần lý chá đề tí và đá xà tất cả lá chức ta mí xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc Akusala Chitang Dosa Chitang Domanasa Sahagat Sahagatang Patika Sambayutang Asankara Rika Mekang Sasankara Rika Mekanti Imani Dwebi Patika Sambayuta Chitani Nama Moha Chitang Upekha Sahagatang Vichikicha Sambayuta Mekang Upekha Sahagatang Uthacha Sambayuta Mekanti Imani Dwebi Moha Mula Chitani Nama Ichewang Sapathapi Dadasa Kusala Chitani Samatani Athapta lô phá mù là ní đồ xá mù là ní chá vi thà mô há mù là ní chá đề tí đoà đá xà cú xá là sử dụng. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc đường hạ thầy xuống như thế đường. Akusala Chitang. Nghe chưa con? Dạ thầy sư xin đọc. Akusala Chitang, Dosa Chitang, Domanasa Sahagatang. Bati khá sa sambayutang asankhari ka me kang sa sankhari ka me kan ti i mani vui bi bati khá sambayutang yutta chit tani nama moha chit tang ubit khá sa ha ghe tang vui chi kit cha sambayutang me kang ubi khe se he ghe tăng út thế út thát che sám ba dứt tăng mê cần tí ý mà ní quầy bí mồ há mù lá chí chít ta ní nà má ít chê quần sếp bé thê bí đòa đá sè cú sá lá chít ta ní sá mắt ta ní át thế thề lộ phá mù là ní đồ sa mù là ní chế quỳ thề mồ mồ hằng mù là ní chế đề quy quê tí đò đá sa cú sa là si dùng. Dạ thầy sư xin hết.
Xin mời Phật tử Quang Thanh. Bấm mic chưa? Không nghe. Đọc đi. Chắc bị lỗi gì vậy? Sao ở ngoài đó sao lúc nào cũng không nghe gì được. Hoài Quang Thanh đọc lại, em xin nghe được không? Đã không nghe được gì sẽ là đã hết Phật tử rồi, không có ai đọc nữa chứ ạ. Hết chưa? Dạ, dạ hết rồi sư. Rồi bây giờ chúng ta học bài ha. Rồi bây giờ chúng ta học phần tâm sanh đô sá chí tá. Trong bài này thì chúng ta cũng có các mục giống như là hôm trước. Thứ nhất là định nghĩa. Thứ hai đó là nhân sinh tâm sanh. Thứ ba đó là hai tâm sanh phần bài học. Thứ tư đó là bốn hình thức tâm sanh. Thứ năm là tâm sanh phối hợp với tâm sở. Thứ sáu là tâm sanh tương ưng nhân. Thứ bảy là tâm sanh nương môn. Thứ tám là tâm sanh nương vật. Thứ chín là tâm sanh biết cảnh. Thứ mười là tâm sanh sinh ở hạng người. Thứ 11 đó là tâm sân sinh ở các cõi. Thì bài này mình cũng có 11 phần. À, 11 phần. Giờ phần thứ nhất đó là nói về định nghĩa. Mình có 3 định nghĩa về tâm sân như sau. Thứ nhất đó là nói theo trạng thái, tâm sân đó là biết cảnh với sự nóng nảy, khó chịu, sự không hân hoan, không có hoan hỷ. Yeah. Tức là khi mà gặp cảnh mà mình không có vui, không có thích, khó chịu, thì đó là tâm sân. Yeah. Tức là chỉ cần gặp cảnh làm cho mình có sự khó chịu, chứ không cần phải la mắng đánh đập gì thì nó mới tới là tâm sân. Không phải như vậy. Ở trong pháp chỉ cần mình gặp cảnh không khó chịu, xin thí dụ như là gặp bông hoa héo, mình thấy khó chịu, thì chỉ có trạng thái như vậy là nó đã là tâm sân, chứ mình không nhất thiết là phải là la hét chửi mắng đánh đập ai đó thì mới là tâm sân. Thứ hai đó là nói theo cái nguồn gốc hay là cái căn của nó. Thì tâm sân ở đây sẽ dĩ nó được gọi là tâm sân, đó là vì nó có cái nguồn gốc hay là cái căn sân. Yeah. Tức là nó có cái nguồn gốc để nó sân khởi. Còn ví dụ chúng ta nói bậc thánh, ví dụ như là bậc thánh A-la-hàm chẳng hạn, tâm sân nó không có sân khởi được nữa. Là vì sao? Là vì các ngài đã đoạn trừ tận gốc nó. Yeah. Còn chúng ta thì vì tâm sân, cái nguồn gốc của tâm sân nó vẫn còn. Khi mà nó không có điều kiện sân khởi thì nó vẫn ngủ nằm ở đó. Và chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi nó sân khởi thì nó lập tức sân khởi liền. Thì trong trường hợp tâm sân mà sân khởi như vậy thì người ta gọi là tâm mà sân khởi như vậy đó là gọi là tâm sân có nguồn gốc hay là căn sân.
thứ ba nữa đó là tâm sân là tâm tương ưng với nhân sân, tức là khi mà nó sanh khởi nó có nhân sân hỗ trợ cho nó, hỗ trợ cho nó. Cái nhân tương ưng với là cái căn sân hay cái nguồn gốc đó, nó khác. Cái nguồn gốc ví dụ như là chúng ta ăn mít, mà thường một số hạt mít chúng ta ăn thì vừa chúng ta đã ăn chúng ta thấy là trong ngay cả trong cái hạt của nó là nó đã có mầm và nó có khả năng, nếu mà điều kiện thuận lợi cái hạt đó nên bỏ thì nó có thể mọc lên, thì đó là cái căn xanh. Còn cái tương ưng ở đây đó là tức là khi mà tâm sân sanh khởi, cái nhân này nó hòa hợp, nó hỗ trợ để tâm sân phát triển lên. Thì đó là đồng định nghĩa về cái tâm sân. Cái mục thứ nhất. Cái mục thứ hai đó là bốn nguyên nhân sinh tâm sân. Tức là tâm sân nó sanh khởi không phải tự nhiên mà nó sanh, mà nó có lý do của nó. Thứ nhất đó là tánh đa sân, tức là người hay giận. Người hay giận. Và cái tánh đa sân này nó tức là mình tích lũy nhiều ở trong đời sống luân hồi, ở trong đời sống hiện tại. Tức là chỉ cần có cái gì một tí không hài lòng làm giận lên liền. Qua các cảnh như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ, dễ làm cho tâm sân sanh khởi. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất, tức là người mà hay giận thì đó là do cái tánh đa sân làm cho tâm sân nó sanh khởi. Thứ hai đó là không suy xét cao siêu. Không suy xét cao siêu ở trong trường hợp này, thí dụ như là suy xét về lý nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như là tại sao mình gặp được cảnh không có hài lòng, nghe người ta nói xấu mình, nghe người ta chửi mình. Thì nếu mình suy xét theo cái nhân quả nghiệp báo thì mình sẽ thấy là cái này là ví dụ như là trong trường hợp mình thấy cảnh xấu thì đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là nghe âm thanh xấu, âm thanh không có vừa lòng thì cái đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Tức là do cái nghiệp mà mình đã tạo và bây giờ nó có điều kiện nó trổ quả khiến cho mình thấy cảnh sắc không có vừa lòng, nghe âm thanh không vừa lòng, hoặc là ngửi mùi không có vừa lòng. Ví dụ như là mình sinh ra ở cái khu ổ chuột gần con kênh nó hôi thối gì đó, tức là nếu mà người khác người ta chỉ đi ngang qua thôi là người ta đã chịu không nổi, mà mình sống ở đó từ ngày này sang ngày khác mình vẫn sống được thì cái đó là do cái tỷ thức quả bất thiện nó cho quả và khiến chúng sanh nó phải chấp nhận như vậy. Thì khi mình suy xét như vậy á, khi mình suy xét là do cái quả mà mình, cái nhân mà mình đã tạo á, thì ở trong đời sống hiện tại làm cho mình ít bị đau khổ, và mình tìm cố gắng tạo các thiện sự để tâm sân không, để ngăn cái tâm sân nó không có cái điều kiện sanh khởi. Thì cái đó là cái nguyên nhân thứ hai. Cái thứ ba đó là thiếu sự học hỏi. Cái thiếu sự học hỏi á, nó cũng làm cho cái tâm sân sân khởi. Vì khi cái thiếu sự học hỏi với cái không suy xét cao siêu á, là nó có liên quan với nhau. Tại vì khi mình thiếu sự học hỏi á, khi mình gặp cảnh trái ý nghịch lòng á,
là mình không có biết suy xét, suy nghĩ, giải quyết vấn đề bằng cách này hoặc là cách khác. Và thế là tâm sân nó sanh khởi, mình khó chịu, tâm sân nó sanh khởi. Dạ. Cái thứ ba, cái thứ tư đó là thường gặp cảnh trái ý. Dạ. Tức là khi mà có cảnh mà không vừa lòng, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó mà không vừa lòng thì lập tức là tâm sân nó sanh khởi. Đó là trong đời sống hàng ngày của mình có bốn nguyên nhân này mà tâm sân nó sanh khởi. Thì chúng ta khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân để tâm sân nó sanh khởi, thì khi mà chúng ta thấy là nó sanh khởi do cái nguyên nhân nào, ví dụ như là mình thấy là mình hay giận, thế là bây giờ mình cố gắng kìm lại, không để là bất cứ trường hợp nào xảy ra đối với mình cũng để cho tâm mình giận dữ, để tâm sân nó có điều kiện phát triển mạnh. Hoặc là mình thấy là cái chuyện gì mà nó xảy ra với mình, nếu mình chịu suy xét thì nó có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu mình suy xét theo cái khuynh hướng nhân quả nghiệp báo thì nó cũng có thể làm cho mình nhẹ bớt đi cái tâm sân hận khó chịu. Thì mình cố gắng mình khắc phục nó. Hoặc là thiếu sự học hỏi ở trong Phật Pháp thì làm cho mình cũng dễ sân giận. Thì mình cố gắng mình tìm hiểu Phật Pháp để mình áp dụng ở trong cuộc sống cho mình. Rồi trong khi mà mình gặp cảnh không trái ý nghịch lòng, thường ở trong trường hợp này thì với người phàm phu mình thì những trường hợp đó là tâm sân nó khởi lên hầu như là 100%. Nhưng mà sau đó nếu mình biết khắc phục nó, thì từ cái cảnh trái ý nghịch lòng đó nó có thể trở, tức là từ tâm sân nó có thể trở lại tâm tâm thiện thọ xả, hoặc là sau đó là tâm thiện thọ hỷ, tùy theo mình suy xét cái cảnh đó, tức là thay đổi bằng giống như ở trong bài kinh An Trú Tâm mà Đức Phật ngài nói, đó là tác ý một tướng khác ngoài cái tướng kia, giống như cái người thợ mộc họ muốn đánh bật cái nêm trước đã được nêm đóng vào rồi thì họ dùng một cái nêm khác để đánh bật cái nêm trước ra. Tức là từ một cảnh trái ý nghịch lòng làm tâm sân sân khởi, mình suy xét, ví dụ như là nếu mà cảnh sắc thì mình nghĩ là sao cái đó thì nó chỉ là cảnh thinh thu, ví dụ như là trong lúc mình ngồi hành thiền hoặc là họ nói chuyện chạy giỡn thì cái đó là cảnh trái ý nghịch lòng của mình. Thì trong lúc đó nếu mình để tâm sân sân khởi thì mình cũng bị sai mất. Ví dụ như nếu mình hành thiền ở trong rừng thì nếu mà không có cái âm thanh của ca nhạc đờn ca múa hát hoặc người ta cười nói chuyện thì ở trong rừng nó cũng có cái âm thanh khác, ví dụ như âm thanh của gió thổi vào thổi làm vào lá cây nghe sột sạt, hoặc là có tiếng của chim hót chẳng hạn, ở trong rừng nó cũng có âm thanh. Nhưng mà tại sao âm thanh đó mình không có phát sinh tâm sân? Là vì sao? Là vì mình không chấp vào cái âm thanh đó mà mình chỉ để nó theo cái tự nhiên, cái đó nó chỉ là âm thanh. Thậm chí là sao mình còn nghĩ đó là âm thanh hay. Thì nếu mình suy xét là nó chỉ âm thanh thôi, nó đến rồi nó đi theo một cách tự nhiên, nếu mình không chấp giữ nó, thì trong trường hợp đó nó sẽ được thay đổi. Thay vì tâm sân sân khởi thì nó thay vào đó là tâm thiện. Thì đó là nói về bốn nguyên nhân khiến tâm sân sân khởi ở mục thứ hai. Một tiếp theo đó là hai tâm sân là phần bài học. Phần bài học này là mình phải học thuộc lòng. Thì ở đây 12 tâm ở phần đầu
đó là 12 tâm bất thiện. Thì hôm trước mình đã học xong 8 tâm tham một hàng đầu, 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ xả. Phần này mình phải học thuộc lòng hết. Tức là có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Nhớ thuộc lòng nó như vậy. Còn hôm nay thì nộp hai tâm sân, cái màu nâu nâu là hai tâm sân. Thì tâm sân ở đây nó là tâm sân nãy ở trong phần Bali đó mình có gì? Upesomanasasangatang patikhasamyuttang asankharika mekang sasankharika mekanti imani bepi patikha samyutta chitani. Thì nhưng mình lấy cái phần đầu được rồi, tức là mình lấy phần somana domanasasagatang patikha samyuttang asankharika mekang sasankharika mekang là được rồi. Mình lấy phần đó là đủ cho cái phần dịch sang tiếng Việt. Thì đó là tâm tham thọ u hợp phẩn vô trợ, tâm tham thọ u hợp phẩn hữu trợ. Mình bỏ luôn cái chữ một đi, tại trong Bali thì tâm sân sư là tâm sân. Tâm sân thọ u hợp phẩn vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẩn hữu trợ. Để phần đó là cái phần bài học mà mình cần phải thuộc lòng. Rồi đó là phần 3 thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cái phần mình cần phải học thuộc lòng. Nếu mình thuộc được cả Bali nữa thì càng tốt. Mình thuộc được Bali á, nó có cái lợi thế như thế này. Mình thuộc được Bali á, tại các bản dịch người ta dịch không có giống nhau. Mình thuộc được chữ Bali, mình hiểu được cái nghĩa của chữ Bali nữa, thì sau này mình đọc bất cứ cái bản nào mình đều có thể hiểu được. Cho dù mình không có giỏi chữ Hán, người ta không dịch gì người ta dịch, nhưng mình cứ căn cứ trên cái chữ Bali đó mà mình nắm thôi, mình hiểu thôi. Rồi thứ tư đó là bốn hình thức tâm sân. Thứ nhất đó là sân đồ sát, sân thường. Thứ hai đó là sân tật, là isa, tức là ganh tị, sân là ganh tị. Sân lần machariya, sân mà bọn sẻn. Sân hối kukuchat, tức là cái sự hối tiếc. Sân thường. Cái bốn hình thức tâm sân này là mình trình bày theo bốn tâm sở sân Phật. Hôm trước mình đã học rồi bốn tâm sở sân Phật này. Sẽ yếm trình bày lại thêm phần này đó. Là vì trong hai, mặc dù tâm sân thì nó chỉ có hai thứ thôi, nhưng mà khi mà nó sân khởi á, thì nó có những trạng thái như thế này. Tức là có những trường hợp đó là tâm sân nó chỉ là bình thường thôi. Nó chỉ là một cái trạng thái khó chịu. Ví dụ chúng ta ngồi lâu quá nó đau nhức, tê chân đê tai, đau lưng, mình cảm thấy hơi khó chịu. Thì cái trạng thái khó chịu đó là tâm sân, là đồ sát. Thì sân đó là sân thường. Cái sân này nó không có tạo cái ác nghiệp gì hết, nó chỉ là một cái trạng thái khó chịu thông thường vậy thôi. Nhưng mà cái sân thứ hai này á, là sân tật, đó là isa, là ganh tị. Cái sân này nó bắt đầu nguy hiểm. Thì khi mà ganh tị, cái tâm ganh tị mà sân khởi làm cho mình khó chịu á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc suy nghĩ là sao? Tìm cách để hại người ta. Ví dụ như là ganh tị khi thấy người khác thành đạt hơn mình, thế là tìm cách làm như thế nào đó để hạ bệ người đó. Thì đó là cái sân tật, cái nguy hiểm của nó. Nên ở trong trường hợp này,
thường à, quý sư thường giảng cho các Phật tử mình nghe nói về cái cách tùy hỷ phước. Dạ, muốn tùy hỷ phước được với người khác á, là chúng ta phải dẹp cho được cái tâm ganh tị. Còn không thì mình rất khó để mình có thể tùy hỷ phước được với người khác. Dạ, ngay cả trong lúc mà người ta làm thiện, mình vẫn ganh tị. Dạ, mà cái tâm ganh tị như vậy thì nếu mà chúng ta chết mà sanh vào cõi khổ mà người ta làm phước hồi hướng thì khó tùy hỷ lắm, khó nhận được cái phước lắm. Lý do là mình không biết tùy hỷ. Dạ, cho nên mình phải tập từ bỏ cái tâm cái sân tật này bằng cách đó là tùy hỷ. Ví dụ là nếu người ta thành đạt mình cũng hoan hỷ, nghĩ rằng người ta có phước, người ta đã tạo rồi, người ta làm phước mình cũng tùy hỷ với người ta, vì đó là điều thiện, điều tốt. Dạ. Cái sân thứ ba này nó cũng nguy hiểm, nó là sân lạnh, là mấy khác cái giá là bọn sẻn. Thường bọn sẻn là mình nếu mà nói theo bên ngoài đời thông thường á, thường là bọn sẻn thì mình thường xếp nó vào cái tâm tham nhiều hơn. Tại bọn sẻn tức là sao? Là cất giữ. Dạ. Nhưng mà trong cái diệu pháp xếp cái Maccariya là sân lận này vào tâm sân á, là vì chỉ cho cái trạng thái đó là ví dụ như là khi mà một ai đó đến xin mình một cái món đồ nào đó thì nếu mà mình không muốn cho thì lúc đó nó không phải là tâm tham, mà khi mà mình không muốn cho thì lúc đó cái tâm mình cảm thấy rất là khó chịu, và chính cái khó chịu đó nó là tâm sân. Dạ. Và ở đây sở dĩ nó cũng nguy hiểm là sao? Tại khi mình muốn cho, không muốn cho rồi á, thì mình sẽ nói như thế này, như thế khác. Ví dụ như là nó dẫn đến trong trường hợp là sao? Có lời nói dối. Nói là để cái này làm cái gì, để cho ai, dành cho ai gì đó. Dạ. Nói cho nó qua. Dạ. Thì nó cũng là cái nguy hiểm. Đó là cái sân lận. Thứ tư đó là sân hối của cố chấp. Sân hối này nó có hai trường hợp. Một đó là hối hận đối với cái điều ác mà mình đã làm. Thứ hai đó là hối tiếc với cái điều thiện mà mình chưa được làm, chưa làm. Ví dụ như là hối hận đối với những điều ác mình đã làm, đó là ví dụ trước đây chúng ta chưa là Phật tử cho nên mình không biết ngũ giới là gì, và do vậy cho nên chúng ta vi phạm các điều học đó. Vì trong ngũ giới đó, ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối vân vân, cho dù mình có biết hay là không biết thì khi mình đã vi phạm thì nó được xem đó là tạo các nghiệp ác cho bản thân mình. Dạ. Nó vừa là các điều giới, nhưng mà nó vừa là khi mình vi phạm các điều giới đó, nó đều tạo cái ác nghiệp cho mình, đem lại cái quả báo khổ đau. Dù là nếu mình phạm cái điều giới sát sanh, thì nếu cái quả báo của sát sanh đó nó cho quả, thì cho mình, ví dụ như nếu được sanh làm người, thì cái tuổi thọ của mình rất là ngắn, sức khỏe rất là kém, hay bệnh tật, là do mình vi phạm cái điều giới sát sanh, đánh đập giết hại chúng sanh khác. Hoặc là ví dụ như vi phạm cái điều giới trộm cắp, thì nghĩ trộm cắp tức là lấy cướp tài sản của người khác. Có thể là sau khi mình lấy cướp xong rồi mình cũng đi làm phước, bố thí cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khó gì đó, cũng có thể là vậy. Dạ. Thì nếu do cái nguyên nhân bố thí thì sẽ giúp mình có được tài sản. Nhưng mà vì cái tài sản đó, cái tài sản mà mình đi làm phước bố thí cúng dường đó, nó không phải là tài sản hợp pháp do mình lường gạt cướp giật người khác mà có được. Cho nên khi mà nó thành tựu, nó lúc mà nó thành tựu thì cái đó là quả của nghiệp thiện do sự bố thí.
mà song song đó, nếu mà cái quả của nghiệp ác nó cho quả thì cái tài sản đó nó sẽ không được bền vững, tức là nó sẽ mất đi bởi một trong các lý do, giống như là ở trong Đại Kinh Khổ Uẩn, ở trong Trung Bộ đề cập đến năm trường hợp mất mát tài sản. Ví dụ như là bị người có quyền lực họ chiếm đoạt, bị ăn trộm hoặc đánh cắp, bị lửa cháy, bị nước cuốn trôi, hoặc là con cháu nó phá cái tài sản đó. Thì ví dụ như vậy, thì khi mình nhớ lại những cái nghiệp ác mình đã tạo trong việc vi phạm các điều giới đấy, giờ mình cảm thấy hối hận. Dạ. Và cái hối hận này á, nó cũng chia ra hai trường hợp nữa. Một đó là sau khi hối hận xong, mình cố gắng đó là tránh không làm nữa, thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mình hối hận xong rồi, mình cứ ôm ấp cái tâm đó, tức là cứ ôm ấp cái tâm, cái việc ác mình đã làm đó, rồi cứ làm cho mình bị sợ hãi, thì cái hối hận ở trong trường hợp đó nó lại không tốt. Dạ. Tại vì cái cách mà cái khi mình hối hận với cái điều ác mà mình đã làm á, ở trong Phật giáo dạy mình đó là mình cũng có cách sám hối. À, có cách sám hối. Nhưng mà cách sám hối của mình ở đây đó là không có nghĩa là mình sám hối đó là cái nghiệp nó hết. Nhưng mà mình sám hối ở đây đó là để mình quyết tâm từ bỏ và cố gắng làm điều thiện. Dạ. Thí dụ như là ở trong trường bộ kinh Bạch Kinh Sa Môn Quả, Bạch Kinh số 2. Bài kinh đó khi mà Đức Vua Ajā Tassatu giết cha mình, rồi sau này đi đến gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Vua biết mình là có lỗi, thì Đức Vua mới xin sám hối với Đức Phật để cố gắng làm tốt lên. Thì Đức Phật này cũng ghi nhận cái điều đó. Dạ. Thì vì cái tội giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán, làm cho Đức Phật thân cơ thể của Đức Phật bị chảy máu, rồi phá hòa hợp tăng, tức là năm cái ngũ nghịch đại tội đó, sau khi chết là chắc chắn tái sanh ở cõi khổ. Dạ. Cho nên mặc dù Đức Vua Ajā Tassatu đã sám hối với Đức Phật và Đức Phật ngài đã ghi nhận cái điều đó, chấp nhận cái điều đó, nhưng mà sau khi chết là Đức Vua vẫn tái sanh ở cõi khổ. Dạ, tức là cái nghiệp ác mình đã tạo thì nó vẫn tái sanh ở cõi khổ. Nhưng mà trong trường hợp đó là trường hợp đối với ngũ nghịch đại tội thôi. Còn thí dụ trong trường hợp nếu mình có phạm ngoài các nghiệp ác mà không phải là ngũ nghịch đại tội, thì nếu mình sám hối, mình cố gắng tạo nhiều cái điều thiện, thì cái đó là cái cơ hội mà cái thiện nghiệp sau khi chết thì cái thiện nghiệp nó cho quả, đưa mình tái sanh ở cõi vui vẫn rất cao. À, và đó là cái cách sám hối theo ở trong đạo Phật mình. Ở trong trường hợp này thì Đức Phật ngài cũng có dạy ở trong bài kinh Giáo Giới Rào La ở tại rừng Amlathika, bài kinh số 61 ở Trung Bộ. Bài kinh đó thì Đức Phật ngài dạy đó là bất cứ những hành động nào được làm bằng thân, bằng khẩu hoặc bằng ý phải suy xét qua ba trường hợp, tức là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Trước khi làm, nếu thấy có hại cho mình, cho người khác thì dừng lại, còn nếu mà thấy ổn định cả hai thì làm. Trong khi đang làm, nếu mà thấy có hại cho mình, cho có hại cho người khác thì nên dừng lại. Còn nếu mà không thấy là mọi thứ đều tốt thì tiếp tục làm. Nhưng mà nếu đã làm xong, xem xét lại, thấy là có hại cho người khác, cho bản thân mình,
thì nên dừng lại và sám hối để từ bỏ, không có làm cái công việc đó nữa. Còn nếu mà làm xong rồi suy xét lại thì tốt, thì cố gắng làm thêm. Dạ, thì đó là cách sám hối theo cái bài kinh đó. Rồi, thì đó là mình nói về cái hối tiếc đối với cái điều ác. Còn hối tiếc với cái điều thiện ở đây đó, cũng có những trường hợp, ví dụ như là chúng ta gặp chư Tăng, mình muốn cúng dường, mình không có cái gì để mình cúng, thì mình cảm thấy hơi tiếc. Tại lâu lâu, ví dụ lâu lâu gặp được vị này vị kia một lần vậy, mình có điều kiện để mình làm phước cúng dường, thì mình, đến khi mình về nhà mình cảm thấy hối tiếc. Yeah, thì cái hối tiếc đó, thì nếu mình hối tiếc để mình cố gắng là sau này có điều kiện mình sẽ làm, thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu cái hối tiếc đó mà cứ để cho cái tâm mình ôm ấp, nó cũng không có tốt. Tức là làm cho mình khó chịu, bực bội, khó chịu, thì cái đó nó đều là không tốt. Thì đó là bốn cái trạng thái của tâm sanh. Bốn của trạng thái của tâm sân. Ở trong đời sống hàng ngày của mình thì các tâm sân này nó sân khởi, nó thay phiên nhau tùy theo trường hợp, tùy theo cảnh mà nó gặp và nó sẽ sân khởi. Yeah. Phần số 5 đó là tâm sân phối hợp với tâm sở. Thì khi mà nói đến 12 tâm bất thiện á, chúng ta chỉ chú ý đến hai nhóm tâm sở, đó là 13 tâm sở tà tha. Cái phần ngày hôm trước mình đã học rồi, 13 tâm sở tà tha với lại 14 tâm sở bất thiện. 14 tâm sở bất thiện. Hôm trước khi mình học về tâm tham phối hợp với tâm sở thì mình thấy đối với 4 tâm tham mà thọ hỷ á, nó có đầy đủ 13 tâm sở tờ tha. Đối với 4 tâm tham thọ xả thì mình bỏ hỷ ra, nó chỉ còn lại đó là 12 tâm sở tờ tha. Vì đây là tâm tham cho nên mình bỏ là 4 tâm sở sân hận ra. Rồi vì đó là tâm tham cho nên mình bỏ tâm sở hoài nghi ra. Tâm sở hoài nghi ra. Rồi lại nữa, trong 8 tâm tham này á, có những tâm tham đó là ly tà. Thì trong tâm tham mà nó ly tà, tâm tham nào ly tà, thỉnh thoảng thì nó có tâm sở ngã mạn. Nếu mà trong lúc mà nó sanh khởi có sự so đo thì mình thêm vào tâm sở ngã mạn. Còn nếu mà tâm tham nào hợp tà tìm thêm tâm tham tà kiến. Còn tâm sở tham thì nó lúc nào nó cũng có. Dạ. Yeah. Rồi trong 8 tâm tham này á, mình có là 4 tâm tham vô trợ và 4 tâm tham hữu trợ. 4 tâm tham hữu trợ, trong 4 tâm tham hữu trợ đôi khi là nó có 2 hôn phần đi cùng. Dạ. Yeah. Tức là thỉnh thoảng nó có 2 tâm sở hôn phần nó đi cùng. Dạ. Thì đó là phần tâm tham phối hợp với tâm sở. Bây giờ hôm nay mình học về tâm sân phối hợp với tâm sở. Bây giờ trước tiên tâm sân, nãy mình có một cái định nghĩa tâm sân là gì? Là trạng thái khó chịu khi mà gặp cảnh. Khi mà gặp cảnh. Thì nếu mà khó chịu thì sao? Thì đồng nghĩa với trong tâm sân nó không thể nào có tâm sở hỷ. Cho nên mình bỏ tâm sở hỷ này ra. Thế là trong 13 tờ tha thì mình chỉ còn lại đó là 12 tâm sở tờ tha. Cái thứ hai mình loại nó ra nữa đó là vì tâm sân á, khi mà sân thì nó luôn luôn không có tham. Tại hôm trước khi mà tham thì không có sân. Cho nên bây giờ đến khi sân á, là không có tham. Cho nên mình bỏ 3 tâm sở tham phần này ra. Bỏ ra 3 tâm sở tham phần này ra. Rồi lại nữa đó là trong tâm tham á, trong tâm sân á, thì nó có hoài nghi.
cho nên mình bỏ tâm sở hoài nghi này ra. Như vậy thì trong 14 tâm sở bất thiện á, thì mình đã bỏ ra hết 4 tâm sở rồi, tức là 3 tâm sở tham phần với tâm sở hoài nghi, thì nó chỉ còn lại là 10 tâm sở. Như vậy thì ở trên là 12, ở dưới là 10, thì mình có 22 tâm sở phối hợp, đó là nói tổng quát. Nói tổng quát lúc nãy mình học bài học đó là trong hai tâm sân này á, nó có một tâm sân đó là hữu trợ, mà hễ tâm nào mà hữu trợ, tâm bất thiện nào nó hữu trợ thì đôi khi nó lại có tâm sở hung phần phối hợp. Cho nên trong tâm sân hữu trợ này á, thỉnh thoảng nó lại có tâm sở hung phần xuất hiện đi cùng. Nhưng bây giờ mình nói tổng quát trước. Tổng quát nãy là mình có 22 rồi. Còn mình nói chi tiết phần hôn phần này là tức là mình nói chi tiết. Tức là trong tâm sân mà hỗ trợ thì đôi khi nó lại có thêm hai hôn phần. Lại nữa mình trong 4 tâm sở sân phần á, sân thì nó luôn luôn cái sân thường này á, nó luôn luôn có mặt. Tức là nó chỉ cần là cái trái ý nghịch lòng, cái trạng thái khó chịu là nó có tâm sân này. Cho nên sân này nó luôn luôn có. Nhưng mà sân tật, sân lận, sân hối á, vì mỗi cái trạng thái của tâm này nó khác nhau, cái ganh tị nó khác nhau, cái bỏng sẻn nó khác nhau, cái hối hận nó khác nhau. Cho nên khi mà nó sân khởi á, dù nó thuộc nhóm sân phần, nhưng mà nó khi nó sân khởi á, ba này á, nó chỉ sân một cái thôi. Tức là nếu mà có, nếu mà có ganh tị thì nó không có bọn sẻn, có bọn sẻn không có ganh tị. Hoặc là nếu mà có ganh tị thì không có hối, nếu mà có hối không có ganh tị, hoặc là không có bọn sẻn. Tức là nó thay phiên nhau, ba này thay phiên nhau. Cho nên người ta gọi nó đó là, người ta gọi nó đó là bất định và đi riêng. Hai hung phần á, nó cũng là đôi khi có mặt, đôi khi không. Nhưng mà khi mà nó có mặt thì nó có mặt cả hai. Cho nên người ta gọi nó là bất định nhưng mà đi chung. Rồi bây giờ chúng ta xem lại. Giờ tổng quát thì tâm sân phối hợp được với 22 tâm sở. Đó là 12 tâm sở tà tha, 10 tâm sở bất thiện, từ 3 tâm sở tham phần và tâm sở hoài nghi. Bây giờ đó là sư nói tổng quát. Bây giờ mình hai người, mỗi người tính một tâm sân như sư. Ai tính được tính thử ha. Có ai tính không? Có ai tính được không? Dạ thưa sư, con xin tính thử. Dạ. Rồi, tính này. Con xin tính thử là tâm sân thọ ưu hoặc phấn vô trợ thì là như nãy sư nói là có 12 sở hữu tự tha, từ trừ cái sở hữu hỷ, trừ hỷ là 12, cộng với lại mà có sân á, thì phải có si. Si thì có si phần là có 4, thì cộng thêm 4 là 16. Rồi sân thì có sân phần. Thì sân thì nếu mà sân mà không có sân thường á, thì 16 cộng với 1 là 17. Còn nếu mà sân tật nữa thì con nghĩ là sân thường, sân tật hay sân lận thì là cố định đều là 17. Trước tiên là nói cố định trước. Dạ, cố định là 17. Còn nếu mà có thêm sân tật nữa là 18. Sân lận là 19. Mà con không hiểu cái này như vậy là mình chỉ có cái cố định là 12 với 4, 16 là 17. Sân thường là 17. Còn sân tật thêm 1 là 18. Còn nếu có sân tật thì không có sân lận. Thì như vậy là con có hai đáp án, thưa sư, là 17 và 18. Thưa đúng sư, rồi. Đúng không ạ?
cố định là 17. Dạ. Để nhưng mà nó có thêm, nó có thêm sân tạch hoặc là sân lạnh hoặc là sân hối, cho nên nó chỉ có 18 thôi. Dạ, con cảm ơn sư. Rồi đó. Rồi mày ai chúng tâm sân còn lại? Ai tính tâm sân còn lại? Thưa sư, con xin tính. Thưa sư, xin tính. Tâm sân thọ ô hợp phẫn hỗ trợ. Vậy là cũng là 12 tâm sở tợ tha đã bỏ hỷ. Rồi 4 si phần. Tham không có. Sân cộng sân nữa là 12 cộng 4 bằng 6 cộng sân thường là 17. 17 là cố định. Rồi khi mà có tật hoặc lận hoặc hối thì là 18. Rồi khi mà có hôn trầm thì sẽ cộng thêm, thì khi mà 17 là cố định, 17 cố định mà có hôn trầm thủy miên thì là 19, 17, 18, 19. Còn có kết hợp luôn tật luận hối thì là 20. 17 cố định, 18 hoặc 20 hoặc 19, 17 cố định, 18, 19, 20. Tức là 17 là chắc chắn. 18 là khi nó có tật lạnh hối. Dạ. Còn 19 là khi mà có 19 là nó không có tật lạnh hối. Dạ. 20 là nó vừa có 20 thì nó có 19 là nó có hai hung phần nhưng mà nó không có tật lạnh hối. Còn 20 thì nó có hai hung phần và nó có thêm một trong ba tâm sở đó là tật lạnh hối. Cho nên có mấy đáp án. Bây giờ 4 đáp án. 4 đáp án tức là 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20. Rồi. Rồi ai chưa tính được về nhà tập tính ha. Tập tính cái này thì mới được. Giờ đó là tâm sân tương ưng nhân. Mình có 6 nhân tương ưng. Đó là nhân tham lô há hê tú, nhân sân đô xá hê tú, nhân si mô há hê tú. Ba nhân này là ba nhân bất thiện, gọi là cú xá lá hê tú. Nhân vô tham á lô há hê tú, nhân vô sân á đô xá hê tú, nhân vô si á mô há hê tú. Ba nhân này gọi là nhân thiện, gọi là cú xá lá hê tú. Cái nhân tương ưng này, cái nhân tương ưng này đó, giống như nói lúc nãy, tức là khi mà nó sanh khởi, ví dụ như là khi tâm sân sanh khởi, nhân sân này nó sanh cùng, nó sẽ hỗ trợ, nó hòa hợp lại với nhau. Nó giống như là đường với đường với nước, khi bỏ hòa nhau thì nó hòa lạnh với nhau vậy. Nó hòa lạnh hòa với nhau vậy thì người ta gọi nó là tương ưng. Bây giờ hôm trước đó là làm học tâm tham á, tám tâm tham á, là nó có hai nhân tương ưng. Thứ nhất là tâm tham chắc chắn là có nhân tham. Dạ. Nhưng mà nhân tham nó không có sanh một mình, mà thay vào đó là sao? Nó còn có thêm cái nhân si hỗ trợ. Giống như thí dụ như là bây giờ thấy cái món đồ đẹp, thích, muốn có được cái món đồ đó thì đó là tham. Rồi trong lúc đó sao? Nhân si nó cũng sanh khởi. Để cho mình không có thấy được, cái thấy đó chỉ là cảnh sắc thôi, thấy cái món đồ đó nó chỉ là cảnh sắc thôi, mà nó thúc là sao? Tâm tham nó thúc đó là cái món đồ đẹp, và tâm si nó hỗ trợ là sao?
để mình không có cái suy nghĩ chúng ta là nếu mình lấy như vậy thì không có nên, không có được, nếu người ta phát hiện chẳng hạn, dẫn đến việc trộm cắp hoặc là tìm cách nào đó để mình có được cái món đồ đó, không phải chừng tránh. Nên khi tâm tham sân khởi, tâm si nó luôn luôn hỗ trợ. Tương tự ở trong tâm sân cũng vậy. Tâm sân nó không có sân, nhân sân nó không sân chung với nhân tham. Nhưng mà khi nhân sân sân khởi thì nhân si nó cũng sân khởi. Ví dụ trong lúc mà người ta chửi mình thì lúc đó tâm mình khó chịu, tâm sân sân khởi, nhân sân nó cũng sân khởi. Và nhân si nó cũng sân khởi trong lúc đó để cho mình thấy là sao? Cho mình thấy là người đó đang chửi mình, chứ nó không phải là âm thanh. Còn nếu mà lúc đó tâm thiện sanh khởi, có nhân vô tham, nhân vô si sanh khởi, nhân vô sanh, nhân vô si sanh khởi, thì nó sẽ cho mình thấy là sao? Cái đó chỉ là âm thanh thôi. Cái này là cái quả của bất thiện mà mình đã tạo. Nhưng mà nó không thể thấy như vậy được. Vì khi nhân sanh sanh khởi làm cho mình khó chịu, rồi nhân sinh, nhân si nó hỗ trợ nữa, làm cho mình sao chửi, đánh đập lại người khác, hoặc là làm cho mình khó chịu khi mình gặp cảnh trái ý nghịch lập, tức là cho mình không thấy cảnh đúng theo cái chân lý của nó. Cho nên trong tâm sân á, nó cũng có hai nhân tương ưng, đó là nhân sân và nhân si. Cái phần này thì nó cũng đơn giản, mình đang để ý nó một tí. Tức là trong tâm tham thì nó có hai nhân, đó là nhân tham và nhân si. Trong tâm sân á, thì có hai nhân, đó là nhân sân và nhân si. Thứ hai đó là tâm sân nương môn. Thì ở đây mình có sáu môn, đó là nhãn môn, chắc cú đoà rá, nhĩ môn là sô tá đoà rá, tỷ môn là kha na đoà rá, thiệt môn là chí quá ha đoà rá, thân môn là ca giá đoà rá, ý môn là mano đoà rá. Cái môn ở đây cái cửa để cảnh đi vào, và từ đó tâm sinh ra. Tức là theo cái lộ trình, nếu mà chúng ta học lộ trình tâm đó, tức là khi mà có cảnh sắc đi vào lộ nhãn môn thì lúc bây giờ tâm nhãn thức sanh khởi, rồi một lọ các tâm khác là tiếp thâu quan sát xác định cảnh động lực, rồi na cảnh ngang hàng. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà mắt thấy cảnh sắc, và cảnh sắc ở đây đó là cảnh sắc không có vừa lòng, thì làm cho mình khó chịu. Thì lúc bây giờ đó là tâm sân, nó có thể sân khởi ở lộ nhãn môn, theo nhãn môn. Rồi nhĩ môn tức là nghe âm thanh, âm thanh mà mình không thích, giống như nói lúc nãy, ví dụ trong lúc đang ngồi hành thiền mà có tiếng người ta nói chuyện ồn ào, nói lớn tiếng, làm cho mình khó chịu, không ngồi được, thì lúc giờ tâm sân nó sanh khởi qua lộ nhĩ môn. Rồi tỷ môn tức là khi mình ngửi mùi, có cái mùi, ví dụ đang hành thiền ở trong rừng có cái mùi phân gì đó, ai đi đi không ở đúng cái nơi đi vệ sinh chẳng hạn, cho nên nó bốc cái mùi lên, thì làm cho tâm khó chịu. Thiệt môn khi mình ăn, ví dụ như ăn bật thịt nào đó mình không có thích hợp, ví dụ cay quá, chua quá gì đó, ngọt quá gì đó, thì làm cho mình cũng cảm thấy khó chịu, thì tâm sân cũng sân khởi ở lộ thiệt môn. Rồi thân môn tức là khi mà có sự xúc chạm không có vừa lòng, xúc chạm ví dụ đụng làm cho mình cái cơ thể bị đau chẳng hạn, hay làm đi ngoài nắng làm cho cái cơ thể của mình bị nóng rát khó chịu, thì cái đó là tâm sân nên khởi là thân môn. Ý môn đó là cái suy nghĩ làm cho tâm khó chịu, thì cái đó là lộ ý môn.
Như vậy chúng ta thấy đó là cả 6 trường hợp tâm sân đều có thể sanh khởi được. Dạ. Cho nên khi mà chúng ta học về môn, chúng ta thấy là xin ví dụ như là trong lúc ngồi thiền, mình có cái thói quen đó là ngồi thiền nhắm mắt, mình nghĩ là nhắm mắt nên cái tâm nó sẽ tập trung tốt hơn, cái tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Dạ. Nhưng mà khi mình học cái gì pháp nó không phải như vậy. Dạ. Nếu mình học mình nhắm mắt á, thì nó chỉ được là ở lộ nhãn môn. Nhưng mà các trường hợp còn lại sao? Nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, nó vẫn có thể sanh khởi bình thường. Tâm bất thiện nó vẫn có thể sanh khởi. Dạ. Hoặc là ở lộ nhĩ môn, bây giờ mình không muốn nghe, mình lấy ra bông vòn nhét lỗ tai, thì lúc giờ sao? Nó cũng sanh ở lộ nhãn môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Dạ. Cho nên cái sự thu thúc để cái tâm bất thiện nó không có sanh khởi, tâm tham, tâm sân nó không có sanh khởi qua các môn này, là thứ nhất đó là mình suy xét theo cái lý nhân quả. Thứ hai đó mình nhìn thấy là sao? Nếu mà loại nhãn môn thì ở đây nó chỉ là cảnh sắc, loại nhĩ môn thì nó chỉ là cảnh thinh, chỉ có cách suy xét như vậy thôi thì tâm bất thiện nó mới không sanh khởi được. Còn mình nhắm mắt, mình nhét lỗ tai nó cũng không được. Dạ. Yeah. Thì đó là môn. Như vậy thì tâm sân nó có thể sanh khởi đó là ở cả 6 môn, nhưng mà nó bất định. Bất định tức là nó không phải nó chỉ sanh ở một môn nào, mà nó sanh, nếu mà nó gặp cảnh sắc thì nó sanh ở lộ nhĩ môn, cảnh thinh thì sanh ở lộ tỷ môn chẳng hạn. Tức là nó vừa sanh cái này sanh cái kia. Dạ. Yeah. Thứ ba, thứ tám đó là tâm sân sinh nương vật. Thì mình có nhãn vật, đó là chắc phú vật thú, nhị vật là sô tam vật thú, tỷ vật đó là kha ná vật thú, thiệt vật đó là chi ha vật thú, thân vật đó là kai giáp vật thú, ý vật là mano vật thú. Vật ở đây đó là cái chỗ nương mà để tâm sanh khởi. Dạ. Cái khoa học thì ta nói Adaya với cái chỗ mà để cái tâm sanh khởi thì người ta nói đó là cái cơ tim, tức là cái tim là chỗ mà để tâm sanh khởi. Hoặc là ở trong thanh tịnh đạo thì cũng có nói đó là tức là cái phần máu, một phần máu là ở trong cơ tim là chỗ sanh khởi của tâm. Dạ. Nhưng mà trong quy vị pháp thì đề cập mình có 6 trường hợp để mà tâm nương, chỗ nương để mà tâm sanh khởi. Nếu mà đối với cảnh sắc á, nếu mà cảnh sắc sanh khởi, nếu mà có cảnh sắc thì tâm nương nhãn vật để mà sanh khởi. Nếu mà cảnh thinh á, có cảnh thinh á, thì tâm nương nhĩ vật sanh khởi. Cảnh vị á, cảnh mùi á, thì tâm nương tỷ vật để sanh khởi. Cảnh cảnh vị á, thì tâm nương thiệt vật để sanh khởi. Nhưng mà cảnh xúc là thân nương, tâm nương thân vật để sanh khởi. Còn nếu mà cảnh pháp á, thì tâm nương ý vật để sanh khởi. Và nó cũng giống như là ở tâm tham, tức là tâm sân, nó cũng có thể nương ở cả 6 vật. Dạ. Nhưng mà trong trường hợp này đó là hôm trước á, mình nói tâm tham á, nương ý vật nhưng mà bất định. Cái bất định hôm trước nó sẽ cũng nói lộ một tí. Hôm nay tâm sân á, ý vật nương ý vật là nhất định. Thì cái nhất định với bất định của tâm tâm sân với tâm tham ở trong trường hợp nương vật là như thế này. Ông trước xưa nói lộn, chúng ta để ý lại. Tức là tâm tham á, nó vừa sanh khởi ở trong cõi dục giới, trong cõi sắc giới và trong cõi vô sắc giới.
Thì à, nếu mà nó sanh khởi trong cõi dục giới, trong cõi sắc giới á, thì à, nó nương Phật, à, nương Phật cố định. Nhưng mà nó sanh ở cõi vô sắc giới á, thì nó không có nương Phật. Dạ. Cho nên người ta mới nói đó là tâm tham, đó là nương sáu vật, nhưng mà nó bất định. Là vì nó có trường hợp là sao? Vừa sanh ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà tâm sân á, nó nương vật bất định, nhất định. Là vì tâm sân á, nó chỉ sanh khởi ở trong dục giới và sắc giới thôi. Tâm sân không có sanh khởi, xin lỗi, tâm sân nó chỉ sanh khởi đó là ở dục giới, ở sắc giới và vô sắc giới. Tâm sân nó không có điều kiện sanh khởi. Dạ. Mà ở dục giới á, thì nó luôn luôn phải nương Phật, tại vì nó có Phật. À, cho nên tâm sân là nương ý Phật phải nhất định. Nương Phật nhất định, xin lỗi. À, nương ý Phật nhất định. Rồi tiếp theo đó là nói về cảnh. Mình có sáu cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì nãy giờ mà cái môn và cảnh này này thì nó cũng liên quan với nhau. Tức là khi mắt thấy cảnh sắc, mắt thấy cảnh sắc, tâm sân của cũng sanh khởi. Như vậy thì tâm sân rõ ràng là tâm sân nó biết cảnh sắc. Do nó biết cảnh sắc cho nên nó mới khó chịu. Và tương tự với cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Tức là nghe âm thanh cũng khó chịu, ngửi mùi cũng khó chịu, nếm vị cũng khó chịu, và sự xúc chạm cũng khó chịu. Và cảnh pháp, khi mà suy nghĩ một vấn đề gì đó không có được hài lòng thì cũng sinh cái tâm khó chịu. Thì là chứng tỏ là sao? Tâm sân nó biết được cả sáu cảnh. À, biết được cả sáu cảnh. Thì đó là nó liên quan đến cảnh. Nhưng mà nó cũng bất định. À, bất định ở trong trường hợp này đó là nếu mà cảnh sắc, tức là đôi khi nó biết cảnh sắc, đôi khi nó biết được cảnh thinh, cảnh khí hoặc là cảnh mùi, cảnh vị hay là cảnh pháp, đó là bất định. Giờ còn hai phần nữa. Cái phần này nó hơi dài quá. Tại bây giờ để kỳ sau đi, kỳ xăm sau học tiếp cái phần này rồi học bài mới luôn. À, bây giờ mời lớp nghỉ đi. Để kỳ xăm sau học tiếp. Mời cô Phước Duyên. Dạ. Bài học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính chi ân sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui. Bây giờ mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thầy kinh Hồi Hướng để Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt lớp tụng kinh Hồi Hướng Phước Báo có được đến chư thiên ạ. Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Bunyang No Modang Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Chapamatha Devanaga Mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu no garu akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nyatayo akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu panino akasatha chapamatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale
sa thú sa sa thú sa thú. Dạ bạn học đến đây kết thúc ạ. À, xin mời quý vị nghỉ. Hẹn gặp lại quý vị. Kính thiên sư buổi học hôm nay ạ. Kính thiên sư hôm nay ạ. Đang lớn rồi đi xíu ạ. Con kính tri ân sư. Con kính tri ân sư ạ. Rồi.